tập về nhà chưa? Chắc chắn là chưa. Lớp này vắng anh, lớp có vô đây người thôi đó hả? Dạ. Lớp này ai lớp trưởng vậy? Cho anh Nghĩa làm lớp trưởng đi. Dạ. Nhỏ thôi. Ồn quá à. Ồn quá bị ghi tên bây giờ đó. Bị chặn đúng quý nghe. Chắc khó chịu quá trời luôn nè. Không. Có mình. Chúng em không có à? Không cần, em ngồi xuống. Quá nhẹ. Vậy ngày xưa mình bị dạy. Hôm nay học vui không? Dạ vui. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng và cần thiết cho các em, không chỉ là trong hiện tại mà còn trong tương lai. Đó là kỹ năng làm việc nhóm. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cho các em có thể hiểu được thế nào kỹ năng làm việc nhóm, chúng ta sẽ tìm hiểu nó thông qua các trò chơi. Bây giờ cô cần các em cử ra cho cô hai đội, mỗi đội 5 người. Nào các em có 2 phút để cử ra đội của mình, 2 phút bắt đầu. Ai về đội tôi? Rồi đây, 1. Ai về đội tôi? Đó có vệ sinh. Đây bạn này về đội tôi, ok. Tôi. Ai về đội tôi? Trời ơi. Tôi. Trời ơi. Tôi. Vâng, mọi người ơi. Chúng mình là Who We Are. Warrior. Who We Are. Warrior. Cái chiến binh sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về đội của chúng ta nha. Dạ. Đội của chúng ta có tên là Vui Lắm Nè. Trời, nghe cái tên sao mắc cười quá trời, vui quá trời vui. Vui chưa? Và cái slogan của đội chúng ta là gì? Mua vui cho lớp, mua vui cho trường, mua vui cho đời. Và thưa tất cả các bạn, tôi tên là Đại Nghĩa, môn giỏi nhất của tôi là môn ẩm thực. Ăn và nấu ăn, tôi được điểm rất là cao. Đó. Còn bạn tiếp theo, tên là Tam Triều Dân, và môn mà em học giỏi, cực kỳ giỏi đó chính là môn và không phải môn mơ gầm ầm thủ gia giá gì đó anh. Hả? Thủ gia giá gì? Thủ công thủ công dán xé dán rồi này nọ mấy bạn. Môn đấy thì mọi người chỉ vỗ tay cho em thôi, cũng chưa chấm phẩy lắm cô ạ. Rồi cho bạn chào hết tay. Em là thành viên ngoại quốc. Hả? Dạ, em tên là Orin. Orin. Em giỏi môn âm nhạc. Rồi. Là ICD và môn mình giỏi nhất đấy chính là môn thể dục. Cho nên bạn có một cái thể chất rất là cao to. Dạ, em là thành viên cuối cùng. Em tên là Xuân Nghị. Môn em học giỏi nhất là môn giáo dục công dân. Hả? Toàn chấm cho em 10 phẩy thôi. Tới cái mức độ mà chấm xong hết cái bảng điểm mà phải đi xin thêm một cái bảng gì đó để chấm cho em nữa. Rồi là hiểu rồi đó, có nghĩa là đòi sổ đó. Rồi cảm ơn phần giới thiệu của hai đội. Và bây giờ các bạn đã chuẩn bị để vô trò chơi được chưa? Dạ. Rồi hãy thể hiện tinh thần đồng đội của mình một lần nữa nào. Hai đội chơi sẽ bốc thăm để lựa chọn đề tài của mình. Năm thành viên của đội chơi sẽ xếp hàng dọc, quay lưng lại với thành viên đội đối phương đang giữ bảng từ khóa của đội mình. Nhiệm vụ của các thành viên sẽ phải lần lượt vẽ lại hình minh họa cho từ khóa của đội mình và truyền cho đồng đội cho đến thành viên cuối cùng có thể đoán được chính từ khóa đó. Các em đã hiểu được thể lệ trò chơi chưa? Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ đại diện của hai đội sẽ ảnh tù tì xem đội nào sẽ tham gia thi trước. Dân. Xin mời. Ai dám đương đội ta? Chính là tôi đây. Hả? Trời ơi. Một lần nữa nè. 1, 2, 3. Wow. Đề tài của nhóm các bạn là đề tài động vật. 5 phút của các bạn bắt đầu. Trời ơi, cái con này ghê lắm. Con này nhiều chân lắm. Là một cái loại bò sát, rất nhiều chân.
Trời ơi ghê lắm. Nó hay sống ở trong mấy cái xó xỉnh á. U tố lắm. Bò sát. Con này là con thằng lằn. Nãy giờ là hết thời gian rồi đó mấy bạn. Trời cái con gì thấy ghê vậy. Ghê vậy. Thằng lằn. Thằng nha. Thấy đẹp trai cứ nhìn hoài. Hả? Trời ơi, con lại nè. Trời ơi, cái con gì con lại nè. Không có được nói, không có được gật luôn các bạn kia. Đáp án con là con Dung. Thì Nhông. Con cá heo. Con chuột chổi. Con chuột chổi. Con chuột chổi. Trời ơi. Ca sao mà dễ như vậy. Đâu có lươn nữa. Trời ơi. Không biết luôn rồi đấy trời. Đáp án của các bạn là ê. Con này khó lắm. Tôi đố mà dễ được con này luôn. Trời ơi vẽ gì vậy. Trời ơi chứ nhìn. Chết rồi, mình lại thấy một con lại nữa rồi. Yeah. Thằng ơi, con rệp. Bạn vẽ con rệp. Vẽ con rệp. Không, mình phải đứng che màn hình bên đây nè. Mình phải đứng che đội bên đây nè. Đó. Nhìn đi. Khánh, Khánh. Mình phải cứ nhìn đi. Con gì, con gì? Trời, con này mình biết nè. Con này là con chim á, nó có hai cái cánh á, con chim á. Bạn bạn coi tôi vẽ nè. Thì đó, đây con đó, con ong nè, đúng rồi. Nè, bạn coi người ta đó. Ok, nè. Con ong, con ong, con ong, con ong đó. Bướm. 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 Con bướm. Cái gì vậy? Con rồi hả? Con rào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên cọc rào. Đúng rồi, coi vậy thôi chứ rồi. Đúng rồi, coi vậy. Còn 30 giây. 29. Còn 10 giây. 9. 7. 5. 2. Phạm Quy nha. 1. Cái nhìn, nhìn ngắt hả? Em có thể quay lên, quay lên một câu. Đáp án chim cánh cụt chính xác. Trời ơi, sao nhìn hình này mà thấy cụt. Bây giờ Nghĩa sẽ bốc thăm cho cả nhóm mình luôn nha. Đây, chủ đề là đồ ăn. Đồ ăn. Yeah. Đúng chủ đề của anh luôn. Đúng. Rồi, 5 phút cho đời vui lắm nè, bắt đầu. Rồi. Trời ơi. Rồi, xong bạn nghĩ rồi. Trời, món gì phức tạp quá vậy ta? Món gì dễ hoài chưa xong vậy ta? Anh Nghĩa ơi, dễ đẹp đẹp như anh Nghĩa. Trông kệ cả coi. Đây là một món rất quen thuộc nha. Tiếp theo Orange. Bà chạy luôn. Quá quá. Cái đồ quá. Cái gì vậy? Trời ơi, bạn chính hay tâm. Mình sẽ vượt qua hết cho mà coi. À, tất nhiên rồi, bạn sẽ vượt qua được, nhưng bạn nghĩ thì không. Rồi, tiếp theo. Hai CD. Trời ơi. Đâu, Tiếp, Tam Trường Dân. Ủa, nãy gì vậy? Món ăn. Để chi tiết nha. Chi tiết rất là quan trọng. Hả? Cái món cái gì mà nó gớm quá vậy trời. Trời ơi. Bạn nghĩ ơi, cái túi 3000 á. Trời ơi, cái món gì mà toàn dung dế không vậy trời. Không, để ý chi tiết, chi tiết. Cái món này à, trong này là nước. À, cái này là cái bình. Hả? Bình rượu đế, bình rượu đế, bình rượu đế. Trời ơi. Bây giờ Son Nghệ, Son Giấy, Son Nghệ. Bây giờ kiểu
dân đoán được cái bức tranh này của ICD không? Vẽ món gì? Bánh tráng trộn. Này. Bánh tráng trộn. Đúng không? Chính đúng xác. Hả? Đó là nè, hai cái đũa này bánh tráng trộn. Nó có nhiều món trong đó. Và có đôi đũa. Đôi đũa đi gấp ăn đó. Hai cái này cũng giống này. Trời ơi, cái đũa nè. Chúng ta qua từ khóa thứ 2. Khó quá. Quá mà trời ơi. Các bạn chỉ là tuổi thôi. Quan trọng là cái người trẻ cuối cùng nghĩ đi cao siêu nhá. Dù mà đây có trường trợ như nào thì cũng không phải cao siêu đâu. Ôi bạn Nghĩ ơi, sao bạn nhìn lên trên vậy? Tôi coi tình hình nó làm sao. Hay. Ê, rồi. Tiếp theo, Tam Triều Dân quay lại. Trời ơi. Cái cho nó chuẩn vào. Tới lượt bạn Xuân Nghĩ rồi. Sai một họa tiết lận. Thôi bạn Nghĩ ơi. Sao lại vẽ thế này? Trời ơi, cái này là cái hạt trân châu nè. Trong này là trà xanh. Hả? Chốt đi. Chốt. Đừng nghĩ gì cao siêu nhá. Chốt luôn là trà xanh nó có sữa. Nó trà sữa. Đúng rồi. Trân châu. Chương trình là cho cái gì nó khó khó để mà khó đoán, để cho mình phải động não hơn một chút. Bạn nghĩ sai thêm 3 câu nè, tôi chắc mọi luôn. Thứ nó dễ dàng quá. Đỡ chỗ đi. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi vị trí ha. Oren sẽ là người cuối cùng để mà đoán tên món ăn. Dạ. Một từ khóa cuối cùng nữa thôi. Một từ nữa là mình thắng nha. Cố gắng lên các bạn. Cố lên nha, anh ơi. Cố lên anh Nghĩ ơi. Vô. Rồi, tiếp theo ICD. Biết rồi, không biết nhưng mà biết vẽ. Rõ ra. Mời Tăng Trường Dân quay lại. Trời ơi, cái gì mà mèo vậy? Ê, Rồi, tiếp theo Xuân Nghị. Có vẻ như đây. Cuối cùng, Orange. Mời Quang quay lại. Anh biết xấu thế. Cá viên chiên đúng không? Chính xác. Cá viên chiên. Đúng. Và như vậy là đội của chúng ta mình đoán được tổng cộng là 2 từ. Đúng không? Và như vậy là chúng ta cũng đã khép lại phần 2 của chương trình Phần Trường Vui Happy School tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn học sinh của trường Trần Khai Nguyên. Các bạn đã thể hiện mình là những cô cậu học sinh rất là giỏi. Không phải chỉ về kiến thức mà ngay cả về những cái hoạt động ngoại khóa, những trò chơi các bạn cũng rất là tuyệt vời. Một tràng pháo tay dành cho tất cả chúng ta. Cảm ơn cô giáo cũng đã đến chung vui với chương trình Thiếu Niên Nói. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn sự hỗ trợ từ ban giám hiệu, các thầy cô trong trường. Và cảm ơn tới các khách mời của chúng ta. Đó là Xuân Nghị, ICD và Orange cũng đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và mọi người ơi, mọi người hãy nhớ đón xem chương trình Thiếu Niên Nói vào mỗi ngày thứ 5 hàng tuần trên kênh truyền hình VTV3 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.